chùa Ba. Chính của toàn bộ cảnh quan nơi đây gọi là thượng điện hay chính điện thờ Tam Bảo. Trong quá trình trùng tu, người dân đã phát hiện cách xây dựng độc đáo. Chùa được xây dựng bằng hệ thống móng treo rất đặc biệt. Bên trong lòng móng có hàng trăm viên gạch vồ cổ của thế kỷ 15-16. Tuy năm 1945 có trùng tu lại sau khi bị chiến tranh, nhưng đó chỉ là thay phần mái gỗ lợp ngói thành bê tông, còn hệ thống tường móng giữ nguyên của đợt đại trùng tu theo bia Linh Tiên Tự Ký tạo năm 1654. Hiện nay, rất ít công trình kiến trúc đình đền chùa miếu có hệ thống móng treo như ở chùa Bằng. Nhà thờ tổ được tạo dựng bằng gỗ lim. Ngôi nhà này cũng giữ được vẻ độc đáo còn lại ở Việt Nam với hệ thống 6 hàng cột. Không gian nhà thờ tổ ấm cúng, sạch sẽ, tạo cho du khách gần xa đến tham quan cảm thấy vô cùng yên bình. Ngoài không gian trang nghiêm của tòa thượng điện, nhà thờ tổ và nhà mẫu, thì chùa Bằng còn được biết tới với không gian thoáng đãng, đậm nét văn hóa, để lại dấu ấn riêng biệt không ngôi chùa nào ở Hà Nội có được. Vườn chùa hiện còn 6 ngôi tháp thờ chư vị tổ sư và giác linh, trong đó có những ngôi tháp cổ. Đặc biệt, ở chùa Bằng phải kể đến công trình bảo tháp báo ân độc đáo. Công trình này được xây năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 350 năm ngày đại trùng tu chùa. Bảo tháp báo ân được xếp kỷ lục là tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam năm 2007 và được xác lập kỷ lục lần 2 năm 2010 là tháp có nhiều tượng Phật bằng đồng nhất Việt Nam. Bảo tháp được xây dựng trên nguyên tắc kiến trúc truyền thống Phật giáo Việt Nam. Nét đặc thù của bảo tháp báo ân được thiết kế theo hình tháp bát giác. Cửa tháp mở ra bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc. Phần thân tháp cao 45m, tượng trưng cho 45 năm thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tổng diện tích khu vực tháp là 1.500m2 sân. 8 cột trụ ngoài của tháp đều được làm bằng đá, chạm theo hình long phượng, tượng trưng cho khí âm dương hòa hợp. Bên cạnh tháp là 18 pho tượng La Hán. Đặc biệt, những pho tượng này được kiến trúc theo dáng mẫu của các vị La Hán chùa Tây Phương, ngôi chùa cổ ở Hà Nội. Và đó cũng chính là những vị đại đệ tử Phật qua các đời theo sự truyền đăng của Thiền Tông. Tiếp đó là tới vườn Quan Âm, tôn trí 45 pho tượng khác nhau. Chính thân, 32 hóa thân theo phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và 12 đại nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm nói lên tinh thần cứu khổ, ban vui của Bồ Tát cho tất cả chúng sinh trong thế giới này. Chùa Bằng, Linh Tiên Tự với bề dày lịch sử cùng với những nét đẹp linh thiêng đã trở thành một dấu ấn không thể quên trong lòng người dân thủ đô Hà Nội và cả du khách gần xa dừng chân tại đây.